Nên nhớ là nên có quế và hành tây nha cho cái món này. Đó, nếu mà không có quế và hành tây là cái món này nó sẽ dở đi á. Đây là cây quế, cây rau quế ở nhà của tụi mình. Tao xin chào bạn đang xem cái đoạn clip này nha. Lúc này là nhóm tụi mình chuẩn bị làm món đậu hũ kho với lại củ ngưu bàn. Đậu hũ là thuộc cái nhóm axit, axit âm, và củ ngưu bàn là thuộc cái nhóm kiềm dương. Cho nên là tâm thường hay kết hợp đậu hũ và củ ngưu bàn lại với nhau á để cho nó cân bằng kiềm và axit đó, ăn nó ổn trong người mình, nó không có nặng nề khó chịu và nó nhẹ nhàng khi mà mình kết hợp những cái món ăn cân bằng đó. Đó, đây là đậu hũ gánh xoài, đậu hũ nguyên chất từ hạt giống đậu nành cho đến quá trình làm ra miếng đậu hũ cho đến khi chiên là cũng là dầu hướng dương organic luôn á. Tâm có được tiếp xúc qua cái người chị mà làm cái món đậu hũ này rồi, chị làm rất là có tâm và muốn dùng cái sản phẩm, muốn dùng cái món đậu hũ chất lượng cho nên mới sản xuất ra cái món đậu hũ này. Bên nhóm tụi mình thường xuyên có món đậu hũ này nhé, bạn cần thì hú tụi mình nha. Tụi tớ gửi được cho những bạn ở Sài Gòn và những cái đơn hàng gửi chành xe. Đó, một 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 phút quảng cáo. Đó, bạn coi hết cái video này để biết Tâm nấu cái món này như thế nào nha. Rất là đơn giản, dễ làm mà lại ngon nữa. Đó, ban đầu mình sẽ chiên sơ đậu hũ. Bạn chiên giòn hoặc là chiên sơ thì tùy mình nha. Xong rồi mình cũng sẽ chiên sơ cái củ ngưu bàn luôn. Củ ngưu bàn được làm rất là nhiều món luôn á, mình có thể cắt khúc như vậy, kho kho với tích ca hoặc là kho với lại nước tương tamari, hoặc là bạn thái mỏng để mình xào với rau củ. Cái củ ngưu bàn thường là nhóm kiềm dương ấy, cho nên là mình có thể xào với lại các loại rau, hoặc là mình thường xuyên có cái củ ngưu bàn như trong cái món ăn của mình đó, để cho nó cân bằng cái lượng axit của những thực phẩm khác á, rất là tuyệt vời luôn á. Bạn nhà mình nên thường xuyên dùng củ ngưu bàn và củ sen ha, hai loại củ mà thuộc nhóm kiềm đó. Xong rồi bạn cho hành tây vô ha, vớt ra hết, sau đó cho hành tây vô, cho nước vô, xong rồi mình đem một ít muối, sau đó mình hầm cái hành tây, cho cái hành tây nó ra cái nước ngọt. À, bí quyết, bí quyết. Bí quyết để cho cái món này ngon hơn. Mình hầm cho hành tây nó mềm nhừ chút xíu. Đó, bạn nhớ là cho một ít muối hồng để cho cái hành tây nó tiết cái chất ngọt ra nhiều hơn nha. Sau đó tụi tớ nêm mạch nha, để cho cái món này, để mình không phải nêm những cái đường ngọt, đường cát trắng hay những cái đường ngọt mà bên ngoài hóa chất này kia, cho nên là tụi tớ dùng mạch nha. Nếu như mà bạn ăn kỹ hơn thì mình khỏi dùng mạch nha cũng được. Đó, bạn cứ làm theo đúng cái trình tự mà tụi tớ quay là cái món ăn của mình sẽ rất là ngon luôn. Xong rồi cho mạch nha nó tan ra hết trơn rồi, mình tắt bếp, mình xem cái lượng nước còn lại á, nó vừa đủ với cái lượng đậu hũ và củ ngưu bàn á, rồi mình tắt bếp. Đó, còn muốn cho nó rút thêm á thì bạn bật bếp lâu một chút cho nó rút rút cái nước thêm, sau đó mình nhớ là tắt bếp rồi mới nêm miso, miso vàng của Nhật hen. Rồi đánh tan miso ra trong chảo, rồi sau đó bạn cho cái củ ngưu bàn và đậu hũ vô và đảo lên. Đó, rất là đơn giản luôn hen.
Mình sẽ nếm sao cho cái vị của miso, cái vị miso là nó là vị mặn, cho nên là có mạch nha ngọt thì nó rất là cân bằng giữa hai cái vị này. Nhưng mà nếu như mà thích thì bạn có thể nêm thêm một ít nước tương tamari nha, nước tương tamari nữa đó, còn không thì thôi đó. Sau đó mình cho quế vô đó. Nên nhớ là nên có quế và hành tây nha cho cái món này. Đó. Nếu mà không có quế và hành tây là cái món này nó sẽ dở đi á. Đó. Có quế và hành tây rất là thơm và ngon luôn. Sau đó mình nếm cái nước nó vừa ăn theo khẩu vị của gia đình mình. Rồi mình múc ra dĩa như vậy là xong. Đó, rắc một xíu tiêu lên. Món này á, một người ăn bình thường cũng có thể ăn chấp nhận được, vì nó vẫn có cái độ ngon của nó chứ không phải là dở đó, cho nên là nó sẽ dễ cho mình nấu cho cả gia đình ăn. Rồi tụi mình Tâm chia sẻ đến đây thôi nhé. Cảm ơn bạn đã luôn dõi theo nhóm của Tâm trong suốt thời gian qua. Bạn cần những cái sản phẩm tự nhiên hoặc là củ nguyên bàn hay đậu hũ hoặc là nhiều những sản phẩm khác thì nhớ nhắn tụi mình nha. Cảm ơn bạn rất là nhiều.